Dạ, em xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ, trước màn hình của quý vị các bạn đây là những hình ảnh của con đường tỉnh lộ 3 thuộc khu vực của thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng của thành phố Nha Trang ngày nay. Dạ, hướng này của con đường tỉnh lộ 3 em đang lưu thông là hướng đi về trung tâm của xã Phước Đồng quý vị. Còn quý vị các bạn đi ngược lại con đường tỉnh lộ 3 này thì sẽ ra giao lại với đường quốc lộ 1A. Dạ, đoạn đây thì nó thuộc Phước Sơn, thôn Phước Sơn của xã Phước Đồng. Đi xuống dưới kia một đoạn nữa sẽ là thôn Phước Thượng của xã Phước Đồng. Rồi đi hết con đường tỉnh lộ 3 này thì sẽ qua Phước Điền, rồi Phước Tân, Phước Lộc, rồi ra trung tâm ngay chỗ chợ xã Phước Đồng, giao với con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành đó quý vị. Chạy thẳng con đường tỉnh lộ 3 này, quý vị các bạn sẽ ra giao với đại lộ Nguyễn Tất Thành. Và ngay vị trí ngã ba giao nhau đó, nếu rẽ bên tay phải thì quý vị các bạn sẽ đi qua đèo Cù Hin, đi trên đại lộ Nguyễn Tất Thành hướng qua đèo Cù Hin, đi ra khu vực sân bay của Cam Ranh, cũng như là đi qua bên thành phố Cam Ranh đó quý vị. Còn mà nếu ra ngay vị trí mà con đường tỉnh lộ 3 giao nhau với đại lộ Nguyễn Tất Thành mà rẽ bên tay trái á, quý vị các bạn sẽ đi qua cầu Bình Tân hướng về lại trung tâm của thành phố Nha Trang. Video này em thực hiện được vào hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022, cũng là ngày mùng 9 Tết luôn quý vị. Năm nay là âm với dương là nó trùng nhau ở tháng 1, tháng 2 của năm 2022 và tháng Giêng của năm Nhâm Dần. Giờ này cũng tầm khoảng 2 giờ chiều quý vị, 2 giờ trưa, nắng rất là đẹp, gió rất là mát. Đi ngược lại cái hướng em đang đi này là hướng chính tây luôn quý vị, là mặt trời chiếu thẳng luôn á, chính tây á. Còn em đi này là phía sau lưng của hướng tây, hướng này là đi thẳng là về hướng đông, hướng đi về biển. Thì con đường tỉnh lộ 3 này vừa mới được làm xong quý vị, còn rất là mới và rất là láng luôn, nhưng mà nó chưa có hoàn thiện cái phần vỉa hè, cái phần hệ thống thoát nước hai bên, các cái mương nước hai bên của con đường tỉnh lộ 3, cũng như là mấy cái này thì có một số đoạn thì đã làm xong cái hệ thống thoát nước, cái mương thoát nước rồi. Còn con đường thì chưa có phân làn, con đường đã lưu thông được rồi, đường rất là mới và láng, nhưng mà chưa có phân chia làn đường thôi. Con đường này khá là đẹp đấy rồi. Dạ, đoạn này là nó thuộc thôn Phước Thượng nè, vẫn còn Phước Sơn rồi, chưa hết Phước Sơn, đoạn này chưa hết Phước Sơn. Ở đây qua đây là bắt đầu mới tới thôn Phước Thượng của xã Phước Đồng. Chạy dọc trên con đường tỉnh lộ 3 này là cái dãy núi Đồng Bò, hay còn gọi là Hòn Mưu Sơn đó rồi, một trong những dãy núi rất là dài, rất là lớn ở Nha Trang. Qua khu vực của thôn Phước Lộc và xã Phước Đồng cũng có một cái căn cứ cách mạng khi xưa gọi là mật khu Đá Hang đó rồi, và khu căn cứ cách mạng Đồng Bò. Thì chỗ đó ngày nay là nó làm thành khu du lịch, kết hợp với khu du lịch và khu căn cứ cách mạng.
khu du lịch Garina Lake View hay gọi là Hồ Canh Hạ. Thì xung quanh là bao bọc cái dãy núi Đồng Bò, phía chính giữa có một cái hồ rất là đẹp, đó là Hồ Canh Hạ. Nước trong xanh rất là mát, phong cảnh rất là hữu tình luôn. Và đây đã thành một cái địa điểm du lịch cũng khá là lý tưởng dành cho khách du lịch ở Nha Trang. Còn khu vực của thôn Phước Sơn hồi nãy, đoạn hồi nãy em đi là cũng có một cái địa điểm du lịch, đó là khu du lịch Tàu Ngầm. Còn chạy tải hướng này nữa thì sẽ qua khu du lịch, cũng có một khu du lịch nữa, đó là khu du lịch Trâm Trứng. Nó cũng gần với khu du lịch Hồ Canh Hạ, Galina Lake View, khu căn cứ cách mạng Đồng Bò khi xưa. Ở đoạn này thì của đường tỉnh lộ 3 thì chưa có hoàn thiện, chưa có làm xong. Thì qua mấy bên kia lưu thông ngay chỗ này thì nó có một cái ngã tư. Ngã tư chỗ này là đi thẳng nữa thì quý vị sẽ lưu thông tiếp trên con đường tỉnh lộ 3. Còn quý vị này, quý vị là rẽ phải thì vị trí này là qua con đường An Lạc, đi qua cái nghĩa trang Phước Đông. Còn bây giờ em rẽ qua tay trái là hướng đi trên con đường Phong Châu. Đi trên con đường Phong Châu là hướng đi qua khu vực của thôn Đắc Lành, qua địa phận của xã Vĩnh Thái, trên con đường Phong Châu, cũng như là hướng đi về trung tâm của thành phố Nha Trang thì có thể lưu thông trên con đường Phong Châu và cầu vượt Phong Châu. Thì con đường này là thuộc đường Phong Châu thì nó chưa có đổ đường nhựa, vẫn còn đường đất. Thì vào mùa nắng là đi rất là bụi, còn mùa mưa thì lầy lội. Bữa trước Tết đó rồi thì con đường Phong Châu này là ổ voi ổ gà không à, bữa trời mưa đó là đường hư hết và rất là dơ lầy lội, rất là khó đi. Bắt đầu qua khỏi mùa đông là trời nắng lên, là trước Tết là gần giáp Tết thì người ta mới ủi san lấp lại, do thời tiết nắng trở lại hết mưa rồi á thì mới ủi san lấp lại, nó mới bằng được như thế này, rồi mới đổ đá dâm lên, đá nhỏ lên để mà đi. Cái bữa trước là mấy cái chỗ đây là mấy cái hố sâu lắm, vừa mới ủi lại á, thì cái ủi lại như thế này là đi được cỡ một năm. Bắt đầu vào mùa mưa thì nó lại hư tiếp, mùa mưa xe đi nhiều thì nó hư thôi, nước rồi chảy nhiều thì nó xói mòn. Thì cũng hy vọng là con đường tỉnh lộ 3 hoàn thiện xong rồi là nó kết nối được từ đường quốc lộ qua Phước Đồng, cũng như là nó kết nối từ đường quốc lộ qua con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành hướng về trung tâm thành phố. Thì con đường này mai mốt cũng sẽ được làm giống như là con đường tỉnh lộ 3, rải nhựa hết thì rất là tuyệt vời. Thì nó có một đoạn này thôi. Chỗ này lên cái dốc cũng rất là cao nữa mình. Ngay cái cua, ngay cái dốc luôn. Nó tới đây thì hết cái đoạn đường đất rồi. Qua kia thì có đường rải nhựa rồi, cho nên cũng có một đoạn thôi. Hy vọng mai mốt sẽ làm cái đoạn đường đất này nó láng giống như đoạn này rải nhựa hết, thì cái việc lưu thông từ Phước Đồng qua xã Vĩnh Thái, từ xã Phước Đồng qua xã Vĩnh Thái thì rất là gần. Kết nối giao thông giữa con đường tỉnh lộ 3 và đường Phong Châu này rất là tiện lợi cho người dân đi lại. Và khu vực này là thuộc thôn Đất Lành của xã Vĩnh Thái. Đó, đoạn này hai bên đường là những cái cây mùa bởi vì gốc rất là to, ngã bóng xuống rất là mát. Và mùa hè thì nó lại nở hoa nữa, nó họ nở hoa vàng rất là đẹp. Đó, con đường này cũng rất là rộng rãi luôn. Dân cư ở đây thì cũng còn khá là thưa thớt. Khu này gọi là khu tái định cư Đất Lành đó rồi, thuộc xã Vĩnh Thái của thành phố Nha Trang. Đó, đi qua đây mấy cái cây nó che bóng rất là mát, con đường ở khu này rất là thoáng luôn á, đường rộng rãi thoáng. Con đường này gọi là con đường Phong Châu,
con đường Phân Châu này nếu cô chú chị hoàng mà đi thẳng nữa thì sẽ ra giao với chạy hết con đường Phân Châu này, nó sẽ ra giao với con đường Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong khi xưa là tỉnh lộ 4, trước thời điểm đó nữa nó là con đường Tử Gia. Dạ, chỗ đây là nhà văn hóa của thôn Góc Lành, xã Bình Thái. Đó, ở đây cũng có trường học rồi hết rồi. Con đường đẹp như thế này thì mai mốt dân cư chắc chắn sẽ ở kiếm hết khu này. Ở bên đây thì đi qua trung tâm thành phố cũng rất là gần quý vị, không có xa lắm. Nếu tính từ vị trí này, quý vị đi qua bên trung tâm thành phố là chạy thẳng ra giao với đường Lê Hồng Phong tầm khoảng mấy cây số thôi à, ở 3-4 cây số thôi, rất là gần. Cho nên ở khu vực này muốn đi ra trung tâm thành phố cũng rất là tiện lợi luôn. Đó, qua đoạn đây thì đường bê tông rồi, hai làn bê tông, đường cũng hẹp hơn đường nãy đổ nhựa, rất là láng luôn, rộng rãi. Đoạn này thì dân cư ở có vẻ kín hơn rồi. Đây là số có số nhà luôn rồi, 79 Đất Lành, 79 đường Phong Châu thuộc thôn Đất Lành của xã Bình Thái. Ở đây cũng có buôn bán rồi, tạp hóa, cà phê. Ở gần đây cũng có một cái dự án đó rồi, có dự án Giáng Hương nè, Giáng Hương chủ đầu tư là Trung Tín, công ty cổ phần tư vấn đầu tư Trung Tín. Ở khu vực này là thuộc gọi là cái núi Giáng Hương các bạn. Ở đây quy hoạch thành một cái khu đô thị luôn. Dọc con sông Tắc, gần bên con sông Tắc. Đó, đoạn này bên tay trái tay phải quý vị các bạn, đó là những hình ảnh của khu đô thị sông Tắc nè. Ngay chỗ này có quán cà phê Mokuyo, đi lên cái núi Giáng Hương á, rất là đẹp, nó giống như là Đà Lạt vậy á. Còn dọc đây là cái khu đô thị, hình như là cái tên gì hay quý vị, Riverside đó, mà nó dọc cái sông Tắc, gọi là khu đô thị sông Tắc. Thì quy hoạch như em thấy nhà thì lên cũng khá là ít, không có nhiều. Còn đây là có cái công viên nghĩa trang Vĩnh Thái. Dạ, ngay vị trí này là cây cầu sông Tắc này quý vị. Đó, cái cầu con Tắc này nó bắt ngang qua con sông Tắc, rất là đẹp. Rồi lưu thông thẳng nữa thì quý vị các bạn sẽ qua cái cầu vượt Phong Châu, hay gọi là hay cầu Quán Trường á. Cái cầu nó mang cái bắt ngang qua con sông Quán Trường một đoạn, rồi tới một đoạn là cái cầu vượt Phong Châu, nó bắt ngang qua con đường Vành Đai 2. Còn ở đây thì nó thuộc cái cầu sông Tắc, bắt ngang qua con sông Tắc. Thì con sông Tắc này và cái con sông Quán Trường thì nó sẽ gặp nhau ngay vị trí của chân cầu Bình Tân để ra đổ ra cửa biển, gọi là sông Cửa Bé quý vị.
sông Cửa Bé, Bình Tân, Vĩnh Trường, Hòn Rớ, cảng Hòn Rớ và cảng Vĩnh Trường. Về con sông Quán Trường à, ngày nay có cái dự án con đường vành đai 2 chạy dọc trên sông Quán Trường rất là đẹp. Dự án đường vành đai 2 đó thì nó nằm trong cái dự án của Đức Giao thông Ngọc Hội là còn vượt Ngọc Hiệp luôn. Còn ngay vị trí này là cái cổng đi vào khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái. Thì cái khu đô thị này cũng rất là rộng rãi, thoáng và đẹp quý vị. Nhà rồi cũng lên hết rồi. Cái mật độ dân số xây dựng ở khu đô thị Mỹ Gia Bình Thái này là cũng chiếm 50%, còn lại 50% là đất trống. Và con đường em đang đi này là đường số 2, cũng là con đường chính của ngay cái cổng đi vào. Thì cái cổng chính của khu đô thị Mỹ Gia Bình Thái là nằm ở bên con đường Phong Châu. Thì gần đây qua mấy bên kia là con đường đại lộ Quảng Nguyên Giáp, cũng có một cái dự án, cũng có một khu đô thị, đó là khu đô thị Mỹ Gia, nhưng mà khu đô thị Mỹ Gia An Khánh, còn khu vực này gọi là khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái. Để em chạy qua bên kia là quý vị các bạn sẽ thấy được cái khu đô thị Mỹ Gia An Khánh. Ở nhà ở đây là kiểu biệt thự hết rồi, rất là đẹp. Góc đây là đường số 7 giao với đường số 2 này. Nhà thiết kế theo lối kiến trúc mới bây giờ. Có sân vườn rồi, có sân rộng để xe con rồi, ô tô rồi, thoải mái. Để trước vỉa hè cũng được, hoặc là để đường này rộng rãi mà, trong khu đô thị đường rộng rãi, xe đồ lưu thông thoải mái mà có thể để xe đồ thoải mái hơn. Vỉa hè cũng rộng nữa. Nhà thì sân cũng rộng. Gần khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái này cũng có một cái dự án, đó là gọi là bệnh viện đa khoa thành phố thì cũng đang được xây dựng. Đó, hướng này quý vị lưu thông thẳng qua bên kia có một cái cổng kìa. Cái cổng đó là đi vào khu vực của khu đô thị Mỹ Gia An Khánh. Và đây là những hình ảnh của con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp nè. Đại lộ Võ Nguyên Giáp là một trong những con đường rất là đẹp, rất là rộng rãi và thoáng. Và hiện tại thì con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này là một trong những đường lớn nhất ở thành phố Nha Trang rồi đấy. Nó bắt đầu rẽ bên tay phải thì quý vị sẽ đi trên con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp và hướng đi qua khu Vincent Phước Hải, qua cầu Quảng Trường, qua bắc ngang qua sông Quảng Trường, cũng như là đi qua giao với con đường Lê Hồng Phong, tỉnh lộ 4 khi xưa, ra ngay vị trí của siêu thị Co-op-mart, cũng như là đi qua trung tâm của thành phố. Còn vị trí này quý vị mà hướng rẽ hướng bên tay trái thì hướng đi lên Diên Khánh, lên quốc lộ. Họ đi thẳng qua kia thì cái cổng đi vào khu vực của khu đô thị Mỹ Gia An Khánh. Đó, quý vị thấy con đường đại lộ Quảng Giác đẹp ghê. Có 6 làn đường. 6 làn đường, mỗi bên là 3 làn. Chính giữa là giải phân cách rất là lớn và rộng. Nói ngay vị trí này là đi quốc lộ, lên quốc lộ 1 là 8 cây số nữa. Chạy thẳng hết con đường này là quý vị sẽ giao với quốc lộ 1 là 8 cây số nữa quý vị. Và đi thẳng hướng này có thể lên các xã như Duyên An, Duyên Toàn, lên thị trấn Diên Khánh, rồi hết con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này thì qua bên kia luôn á, thì là con đường quốc lộ 27C. Đường quốc lộ 27C là con đường giao thông rất là thuận lợi, kết nối giữa thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, gọi là thành phố Đà Lạt gọi là cao nguyên Lâm Viên ấy, rồi một trong những cao nguyên mà lúc trước bác sĩ bác học
Alexander Yersin đã khai phá và tìm ra. Ngày nay nó cũng là một cái địa điểm du lịch khá là nổi tiếng ở Việt Nam. Đà Lạt, ai muốn không khí lạnh và thơ mộng thì thường hay đi du lịch Đà Lạt. Còn ai thích biển thì đi Nha Trang. Và đây là những hình ảnh của con đường Vĩnh Thái. Nó thuộc thôn Thái Thông 1 và thôn Thái Thông 2 của xã Vĩnh Thái ngày nay. Thì con đường Vĩnh Thái này cũng là một trong những con đường huyết mạch, người dân đi lại rất là nhiều, tại vì nó rất thuận lợi. Các cái xã như là Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung hoặc là ở trên Diên Khánh mà muốn lưu thông xuống trung tâm thành phố hoặc qua khu vực của Vincent Phúc Hải thì thường hay lưu thông trên con đường này để mà ra đại lộ Võ Nguyên Giáp và đi qua bên trung tâm thành phố là nó gần hơn là đi trên con đường 3 tháng 10 chạy thẳng xuống trung tâm thành phố. Thì nếu như ai mà rẽ qua cái hướng mà đi xuống vòng xoay ngã 6 thì đi trên con đường 3 tháng 10. Còn ai mà muốn rẽ lên qua cái phía của VCN Phước Hải hoặc là qua khu Lê Hồng Phong, con đường Lê Hồng Phong ta bán quát rồi thì thường hay qua con đường này, hoặc là đi siêu thị Comart thì thường đi trên con đường này. Con đường này xe lưu thông rất là nhiều. Giờ này em đi thì không phải là thời điểm cao điểm, giờ cao điểm cho nên là xe có vẻ ít hơn đó này. Chứ nếu như mà buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều là con đường này xe chạy rất là nhiều, các xe tải rồi xe lớn cũng đi xe trên đường này. Và con đường này nó cũng hẹp nữa, và nếu như mà nó rộng rãi thì xe lưu thông là nhiều hơn. Bởi vì vậy nên dân cư hai bên đường trên con đường Vĩnh Thái này buôn bán kinh doanh cũng rất là sầm uất, các quán ăn quán uống rồi tạp hóa buôn bán rồi rất là dễ dàng, bởi vì xe thường hay lưu thông qua lại nhiều. Ngay vị trí này là đường ray xe lửa cắt ngang con đường Vĩnh Thái nè. Thì bên này của đường Vĩnh Thái thì thuộc xã Vĩnh Thái, còn qua bên đây thì nó thuộc xã Vĩnh Hiệp rồi, hay là thuộc địa phận của xã Vĩnh Hiệp. Và trước màn hình của quý vị các bạn đây là những hình ảnh của ngã ba cây dừa, gọi là ngã ba cây dừa. Vị trí này mà hướng rẽ bên tay phải thì quý vị các bạn sẽ lưu thông trên đường 3 tháng 10 và hướng đi lên đi xuống trung tâm của thành phố Nha Trang, còn rẽ bên tay trái thì đi lên Diên Khánh. Hướng tây nè, các bạn thấy không, mặt trời chiếu hướng tây nè, hướng đi lên Diên Khánh, lên quốc lộ luôn, lên ngã ba Thành, cây dầu đôi. Và lên đây thì quý vị các bạn có thể rẽ qua đường quốc lộ ngay chỗ cây cầu vượt ngã ba Thành á, ngày nay thì thành ngã tư rồi, rồi có thể đi vào thành phố Hồ Chí Minh, vào phía nam. Thì con đường 3 tháng 10 này lúc trước nó cũng là đường quốc lộ vậy. Ngay góc đây là con đường cầu bè với đường 3 tháng 10. Đi vào con đường cầu bè đó quý vị sẽ được đi vào thăm một cái di tích gọi là miếu, là cái mộ của Bình Tây đại tướng Trịnh Phong. Còn cái miếu của Bình Tây đại tướng Trịnh Phong là nằm ở trên ngay chỗ vị trí cây dầu đôi quý vị. Còn cái mộ của ông thì nó nằm ở bên đường cầu bè. Vào đó thì sẽ có một cái ngã rẽ chỉ hướng cho quý vị vào bên trong cái mộ, chứ nó không có phải là nằm trên đường cầu bè. Thì Trịnh Phong với Trần Đường và Nguyễn Khanh là ba vị anh hùng được người dân hay gọi là Khánh Hòa Tam Kiệt quý vị.
Khánh Hòa Tam Kiệt trong ba vị anh hùng trong thời kỳ khởi nghĩa Cần Vương chống thực dân Pháp. Thì lúc đó thì thực dân Pháp quá mạnh cho nên là khởi nghĩa của ba ông cũng không có thắng được. Và Trịnh Phong đã bị giặc chặt đầu, và cái đầu của ông cũng gắn liền với những cái câu chuyện rất là kỳ bí và tâm linh với cây dầu đôi, gắn liền với câu dầu đôi á. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú và các bạn đã xem video. Xin mến chào quý vị và các bạn ạ.